trang trại giấy Thanh Xuân đón giấy thương phẩm của khách hàng gửi Hạ Long. Hạ Long gửi về Hà Nội. Thời tiết đóng nên giấy nó chui hết xuống dưới. Bác khách hàng này có cái thùng rất là đẹp vuông vắn. Đây là cái thùng thấp. Thùng thấp 30 phân. 30 phân thì bác đó đã dựng cái nắp lên và gắn cái góc thùng lại thì nó thành thùng 60 phân. Cho nên là bà con để ý nhé, những cái thùng thấp thì mình dựng nắp lên như thế này thì nó sẽ thành một cái thùng cao. Bà con sẽ tận dụng được để đóng con dế. Bà con lưu ý đóng dế thì làm sao mà để những cái giá thể bên trong nó cách cái lưới khoảng 10 phân thì con dế nó không có cái đường nó chui, không có đường chui lên để cắn thủng cái lưới. Đấy. Nếu mà đóng sát lưới quá thì con dế nó sẽ chui lên để nó gặp thủng lưới là nó sẽ bò ra xe. Và các cái góc thùng này thì bà con cũng nên dán kỹ lại thì nó không bị bung ra, con dế nó không ra xe được. Đó. Bà con đóng dế để làm sao con dế nó đủ chỗ bu bám, không bị dẫm đạp lên nhau thì sẽ đóng được nhiều. Đấy, như thùng này là vẫn còn đóng thêm được thoải mái nữa. Dựng bìa cành lá làm sao để con dế nó đủ chỗ bu bám. Con dế nuôi rất là to. Để biết thông tin chi tiết về các cái cách nuôi dế hoặc là dụng cụ nuôi dế, thức ăn của dế thì xin mời bà con truy cập website trang trại thanh xuân.com để tìm hiểu các thông tin về con dế, thông tin về trang trại. Đấy, thì bà con có nhu cầu mua các cái gói dế để thu mua đầu ra thì bà con cũng truy cập website trang trại thanh xuân để xem các cái gói thu mua, giá bán, giá mua, hợp đồng. Đấy, khi trang trại thanh xuân cung cấp giống dế cho bà con theo các cái gói thì sẽ ký hợp đồng có đóng dấu chữ ký đầy đủ. Cái giá thu mua thì có ghi rõ trong website, trong hợp đồng để bà con yên tâm. Cảm ơn bà con đã theo dõi video của trang trại. Xin chào bà con.